Xin chào mọi người nhá. Đầu xuân năm mới em lại có một lô đương quy về để gửi cho khách cho các bác này. Đây là một cô đặt ở trên Phú Thọ lấy về để bán trong cái lễ hội đền Hùng, thì người ta đang cái mùa này thì người ta đi hội nhiều nên là bán lẻ để bán được cái hàng này. Em lấy về em xỉ cho cô ấy. Bác nào mà mua xỉ thì đang là cái giá là 130.000 1 kg nhá các bác nhá. Đây là chưa tính cước đâu. Còn bác nào mà mua lẻ thì là 150.000. Đây là những cái củ đương quy mà hàng khủng nữa các bác ạ, củ to nhất đấy. Tầm là củ nào bé nhất trong đây cũng là 9 lạng, tức là gần 1 ký, còn lại là trên 1 ký hết. 1 ký 1, 1 ký 2, thậm chí 1 ký 3 cũng có nha các bác nha. Trên một củ nha. Đây em chỉ để lại một củ để lại còn lá để cho các bác xem này. Đây là lá sâm đương quy này các bác này. Đấy. Toàn bộ cây thân sâm đương quy này thì đều là dùng làm thuốc được hết nha các bác nha, thuốc chữa bệnh nhé. Chữa bệnh trong đông y thì người ta cái vị thuốc này được coi là đầu bảng trong đông y đấy các bác này. Đó là vị thuốc đầu bảng. Trong các bài thuốc bắc, thuốc nam ấy, đặc biệt là thuốc bắc ấy, bồi bổ sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ này, phụ nữ này. Đấy, rồi trẻ em này, rồi là nam giới mà nếu như mà người suy yếu gầy gò vân vân, đấy, đau nhức xương khớp thì người ta đều dùng cái củ đương quy này để điều trị các bác nhá. Đương dịch ra là dĩ nguyên, còn là dĩ nhiên, đương dịch ra là dĩ nhiên nhá, còn quy là trở về. Đấy, đương quy tức là nó đưa cái huyết áp về cái mức ổn định nha các bác, nhất là những người phụ nữ mà huyết áp thấp thì dùng đương quy quá tuyệt vời nha các bác, vì cái này nó bổ máu mà, nó chữa thiếu máu này, chữa thiếu máu nha các bác nhá. Cái công dụng của củ đương quy ấy là chữa thiếu máu, đau đầu do thiếu máu lên não. Đấy, rối loạn tuần hoàn não ấy, rồi là những người bị mắc bệnh tim mạch. Đấy, cái này nó bổ máu mà, đương quy bổ máu, vị thuốc đầu bảng cho đông y đấy. Rối loạn về cái tuần hoàn máu não, rồi là giúp chữa đau đầu mất ngủ này, rồi là chữa những cái chứng mà tê bì chân tay này. Đấy, tê bì chân tay do không lưu thông được máu được, bởi vì cái củ đương quy này nó rất là hoạt huyết nha các bác nha. Cái tính của nó là tính hơi nóng đấy, chứ không phải là mát đâu. Đấy, cho nên hầu hết là những người mà huyết áp thấp thì nó đưa về mức bình thường, đương là dĩ nhiên, quy là về, giống như ban nãy em giới thiệu mà các bác. Đấy, nó là một vị thuốc mà hầu như trong cái bài thuốc bổ nào của đông y người ta cũng đều sử dụng đương quy hết các bác ạ. Đương quy này thì cái nguồn gốc của nó xuất xứ là Nhật Bản nha các bác nha. Đấy, cái hàng đương quy cuống tím đây này, đấy là nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản. Đấy, vì là ở Việt Nam mình là không có trong tự nhiên đâu cái đương quy cuống tím này. Các bác xem nha. Thì cái này là ở các cái đảo hoang ở tự nhiên bên Nhật Bản như là Hokkaido ở phía Bắc đấy, thì là nó có trong tự nhiên là có. Còn ở Việt Nam người ta di thực vào trồng. Di thực vào người ta trồng thì ở trên các cái nơi mà khí hậu mát mẻ, độ trên 500m, ít nhất là 500m so với mực nước biển, độ cao tuyệt đối các bác, vì khí hậu nó mát mẻ nên phù hợp với trồng đương quy này. Thì nó trồng thì nó mới cho năng suất nó cao được, củ rất là to các bác nhé. Này này, rễ của nó sum suê các bác, và mùi rất là thơm. Cái này thì bây giờ được sử dụng nhiều để người ta ngâm rượu này. Đấy, rồi là người ta phơi khô, xịt rửa sạch sẽ đi rồi phơi khô, thái lát, hoặc là phơi nguyên củ, hoặc sấy nguyên củ, vân vân. Để mà làm thuốc, để mà dự trữ cho các bác làm đông y đấy. Cái hàng này là hàng khủng rồi, nên giá nó tương đối là cao như vậy. Thì các bác cũng mua về thì nó sử dụng, nó đúng cái mục đích của mình. Đấy, củ nó cao tuổi. Cái gọi là cái dược tính của nó cao hơn các bác ạ. Củ nó sum suê nha, rễ nó rất là đẹp, trò bình quá tuyệt vời luôn. Và cái này thơm, uống vào khỏe người. Đấy, làm da rẻ hồng hào này các bác này. Da rẻ hồng hào. Đặc biệt là phụ nữ mà chẳng hạn như có mắc các bệnh về kinh nguyệt, chẳng hạn như bế kinh này, rồi là bị kinh nguyệt không đều này, rối loạn kinh nguyệt đấy, chúng ta dùng cái củ này là nó chữa được cái những cái bệnh lý trên nha các bác nha. Da rẻ hồng hào, những người mà thiếu máu á, dùng quá tuyệt vời luôn. Thiếu máu kể cả thiếu máu lên não hay thiếu máu đến các cái bộ phận khác của cơ thể chúng ta thì dùng cái này. Thiếu máu bẩm sinh cũng dùng cái này được nha các bác nha. Trẻ em ấy, thiếu máu bẩm sinh. Còn cái liều dùng của nó thì nếu mà ta phơi khô thì nó dùng thì cái liều lượng nó tùy. Nếu mà ta dùng độc vị có thể lên đến 30-40 gram. Nhưng mà nếu mà ta dùng hàng khô, nếu mà ta dùng phối hợp với các vị khác trong các bài thuốc cổ truyền đấy, các bài thuốc đông y ấy, thì ta dùng tầm khoảng độ 8 gram cho đến là 30 gram là tùy theo mức độ chúng ta phối hợp. Vì không phải bài thuốc nào giống bài thuốc nào, da giảm cái cách của nó khác nhau các bác ạ. Tùy hợp theo cái người mà huyết áp cao, huyết áp thấp nữa. Còn về cái ngâm rượu ấy, thì các bác ngâm rượu các bác cứ xịt rửa sạch sẽ rồi các bác cho bình ngâm rượu thôi. Mỗi lần dùng từ 1 đến 3 ly giỏ nhỏ thôi nhá, cái ly bé bé đấy. Không nên dùng nhiều nếu mà uống đặc nước cốt ấy. Còn ta pha loãng ra thì ta uống bạn bè giao lưu thì có khi hết cả chai là sao, nhưng ta pha loãng ra. Còn vị của nó thì rất là thơm. Vị ngọt hơi nhẹ nhẹ đắng thôi, nhưng mà ngâm lâu là hầu như là nó chỉ có ngọt không thôi bác ạ. Ngâm lâu á, mình ngâm mà uống nhanh thì nó mới hơi có vị hơi đắng. Còn ta ngâm mà cứ từ 6 tháng trở lên đến 1 năm càng lâu càng tốt. Thì uống cái củ đương quy này quá tuyệt vời, rượu màu vàng óng rất là đẹp.
Thì nếu bác nào có nhu cầu mà mua cái củ sâm đương quy ở trên thì liên hệ với em theo số điện thoại là 038 898 4410, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Và toàn cái hàng khủng này thôi nhé, em mua hàng chọn thôi, hàng bé nhiều khi khó bán lắm các bác. Mình cả nương mình chọn lấy khoảng độ vài ba chục củ, vài 30 kg ta bán thì được cái giá nó hơi cao một chút, nhưng mà lại ai cũng ưa chuộng, ai cũng thích. Riêng cái củ đương quy này, cái lá người ta sử dụng được nha các bác nha, nhưng mà ai thích lá thì em mới để lá cho thôi, còn nhưng mà cái lá thì dược tính nó không thể bằng cái củ được các bác ạ. Và cái lá này người ta thường lấy cái lá non người ta xào lên ăn thì chữa đau đầu mất ngủ, xào. Còn củ đương quy này thì ngoài cái việc ngâm rượu hay là làm khô làm thuốc các thứ vân vân thì người ta còn dùng để mà hầm canh xương với thịt gà nha các bác nha, hầm canh xương thịt gà này. Gọi là gà hầm thuốc bắc đấy, thì là có cái củ đương quy này đây các bác. Các cái nhà hàng sang trọng ở dưới thành phố bây giờ người ta hay dùng đương quy này để mà cho vào để nó thơm nồi canh xương của họ, thì rất là tốt cho sức khỏe. Và vừa rồi em giới thiệu cũng tương đối sơ lược về cái củ sâm đương quy thôi. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 038 898 4410, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Và em để ngay ở trên cái màn hình nền của nó nha các bác nha. Các bác kích vào một cái thì nó mới mất đi thôi, chứ còn các bác mà thoát ra lại nhìn thấy cái số điện thoại của em ở trên màn hình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.